Âm thanh Hạnh và điện tử Quang Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Hôm nay có chuyến hàng buổi trưa về sớm của ngày 19 tháng 5 năm 2018. Vâng, những kiện hàng cũng vừa về tới cửa hàng. Cửa hàng đang phui thùng những sản phẩm. Và sau clip này thì bên trung tâm Thanh Hạnh và điện tử Quang Ngọc sẽ bóc hết tất cả các sản phẩm này ra và để trưng bày trước mắt quý vị và các bạn. Vâng, hàng đóng về rất cẩn thận, những chiếc đầu Philips. Ôi trời ơi, còn mặc in tốc cho người những chiếc đầu Philips còn cả nguyên thùng. Vinh kênh nó bỏ tay nặng. Đấy, hàng siêu thị Nhật. Như vậy. Đó là hàng bên siêu thị Nhật trưng bày còn nguyên thùng xốp. Những kiện hàng được đóng rất cẩn thận. Đầu Tech 25 XS. Rồi là rất nhiều những dòng Acophone. Hôm nay trời thì rất nóng bức. Đây búa nào mà gõ này ra. À sang nhà Ánh. Đây tay mình đóng đinh như vậy. Ánh mà lên búa phá. Rất nhiều những sản phẩm vừa cập bến tại cửa hàng âm thanh Đức Hạnh và điện tử Quang Ngọc và đang được phui thùng trong một thời tiết rất nắng nóng. Vâng, rất nắng nóng. Anh em cho lại đây. Rồi tất cả các phụ kiện còn zin nguyên bản. Đây là chắc bộ mắc in tốc. Vâng, chiếc đầu Philips còn nguyên thùng. Mã LHH700. LHH700. Dòng cao cấp của dòng Philips. Chị ơi, ai đã mong thế? Đây là bộ gì đây con? Acophone. Acophone. Nào cho đây nhá. D550. Ôi trời ơi. Và có về theo như dự kiến hôm trước cửa hàng đã thông báo cho quý vị và các bạn có thêm một cặp loa JBL 4344. Vâng, hôm nay đã về tới cửa hàng 4344 còn nguyên tem cờ, hàng rất là mới. Có mấy con Philips nhỉ? Có hai con Philips. Đây là chiếc đầu Tech 7. Thế còn làm một Philips nữa đang về. Chưa về sau. Nguyên bụi nha. Bộ Acophone modem P550. Đâu nhỉ, còn một thuốc nữa đâu nhỉ. Đây chắc là còn sau kìa. P550 Acophone. Kín quá, không nhìn thấy được. Những sản phẩm cũng đã được khui thùng. Và sau clip này thì cửa hàng sẽ thông báo chính xác và sẽ quay chi tiết để cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc được biết. Con đầu thì nó lại ghê gớm. À đây là con 407. Vâng, đây là con Omni 407 Acophone. Vâng, tất cả sách vở còn nguyên. Dây 407 Omni Acophone E407. Khiển dây nguồn. Tech 50 em nhé. Đây là chiếc đầu Tech 50. Vâng, đã cập nhật tại cửa hàng. Sụp quá đẹp. Tech 50. Bóc ra rồi. Ôi dồi ôi. Chưa tìm vết, không có tìm vết nào hết. Thiếu mỗi hộp xốp. Bị bay mất hộp xốp ngang đường. Bay lên biển. Quá đẹp. Đấy, áo này vòng vừa đấy. Em lấy led để cho quý vị và các bạn nhìn rõ hơn. Bốc hết chưa các bạn? Bốc thí điểm cho một cái để cho các khách hàng trên mọi miền Tổ quốc được chiêm ngưỡng. Hay là đây là cái đẹp nhất. Anh bỏ con dao ra.
đầu tích 50. Quá đẹp. Chân cắn nó xoay. Quả này chưa cắm rắc. Chân rắc. Chân rắc chưa xước. Hàng chưa sử dụng nhá. Chân cuối cùng đá tung cái chỗ. Không có ra để rỡ trong. Rắc chưa xước. Chân rắc vẫn chưa xước. Hàng vẫn vàng óng. Quá đẹp. Vâng, sẽ bóc hàng nhanh chóng để quay cho quý vị và các bạn trên mọi miền. Xem những dòng hộp có khiển nhá, cẩn thận nhá, vứt khiển đi là chết đấy. Khiển dây nguồn này. Đây là chiếc khiển tách này. Tách này. Có 6 cái tất cả. Đây một cái nữa. Đặt cái xin búa đó nhỉ. Vâng, em xin dừng clip để tại đây để cửa hàng bóc hàng và sẽ quay clip tiếp theo cho quý vị và các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.